Một năm trôi qua thật nhanh, chưa gì đã đến tháng 12 rồi đó. Lại là những ngày tháng tất bật nhưng mà vui. Chuẩn bị nào là giấy, nào là quà, nào là sản phẩm mới để lên kệ trong dịp tháng 12 này. Mùa Giáng sinh luôn là mùa đặc biệt nhất của ID Shop. Bởi vì đây là mùa mình được gặp lại và tám với những khách hàng thân thiết nhiều năm, cập nhật tình hình trong năm vừa qua. Thấy những đứa nhỏ dở dò lớn phỏng, khoe thành tích học tập trong năm. Và mình lại được khắc não khi phát triển những đồ chơi khó hơn cho các em trong năm nay. Chính nhờ sự ủng hộ của cả nhà mà mình có dịp được trải nghiệm và chia sẻ những sản phẩm độc đáo, sáng tạo. Hẹn gặp cả nhà vào dịp Noel năm nay nhé. Sắp nhận gói quà miễn phí và giao hàng tận nơi tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều sản phẩm độc đáo mới lạ của năm nay đã lên kệ tại shop. Đây là tranh Mika đèn LED đổi 7 màu, có remote điều khiển, sử dụng qua cổng USB rất tiện lợi. Có thể được dùng làm đèn ngủ hoặc trang trí bàn làm việc độc đáo, đặc biệt và có thể đặt in hình riêng theo yêu cầu của mình. Xin cảm ơn và chúc cả nhà Giáng sinh an lành.